đang tới đây là ngã ba Thác Mai rồi nha cả nhà. Đây là gọi là ngã ba gì anh? Ngã ba Thanh Tùng em. Đây là ngã ba Thanh Tùng đó. Nằm ở thị trấn Định Quán, đây là cây số 112. Đây là chỗ này là thổ địa luôn, chỗ anh Khoa là thổ địa ở đây luôn, nhà ở đây luôn. Ở nhà anh là gần ngay đá ba chồng luôn nha mọi người. Hôm nay là có dịp là Tuấn có đi ngang đây và Tuấn khám phá cái đường rừng vào cái bào nước sôi cái Thác Mai nè. Thì mọi người vào ủng hộ cho xin một like, một đăng ký kênh nha, một chia sẻ kênh của Tuấn giùm nghe. Rồi là kênh của anh là Khoa Travel. Khoa Travel Vlog nha cả nhà. Ai có mến thì cho và một like, một đăng ký miễn phí ủng hộ. Anh em hôm nay sẽ khám phá cái khu vực bầu nước sôi Thác Mai đây trước mặt đây bà con. Đó, Thác Mai rất là đẹp luôn ha, đường rừng luôn, đường rừng luôn. Cái khoảng cách mà từ đây vào trong đó có khoảng gần 30 km. Tới nơi luôn anh. Tới nơi. Xa dữ vậy. Giờ là giáp ranh với Bình Thuận không? Đúng rồi. Bên đây suối nó sẽ là cái của Định Quán, bên kia suối nó sẽ là của Bình Thuận. Ồ hay quá ha. Đúng rồi. Rồi, giờ anh em mình sẽ thẳng tiến lên. Nếu mà đường đó là mình đâm thẳng ra quốc lộ 1 luôn được không? Không, không, không được. Nó đường rừng là đường cục rồi. Vô trong đó. À đây có anh Tùng Ca 68 nữa nha cả nhà. Đó, giờ ba anh em sẽ đi. Rồi ba anh em thẳng tiến luôn. Xe đã lạc lên luôn. Rồi bây giờ hai anh em ba anh em đang hành trình đi vô thì trên đường thấy điều quá trời luôn rồi. Điều, trái điều. Giờ bắt đầu vô mùa thu hoạch điều rồi. Đó, bây giờ mình đi thẳng vô từ đây vô khoảng tầm khoảng 20 cây nữa là sẽ đến gần 20 cây nữa là sẽ đến Thác Mai nha bà con. Cô chú anh chị và các bạn. Đó, điều hai bên đường, điều nè, xoài nè. Quá trời luôn, chuối nữa nè. Ở đây phải nói là nãy giờ Tuấn đi ngang qua những cái cung đường thấy cây cối còn rất là nhiều. Nói chung là ở đây rất là thú vị ha. Cảnh rất là đẹp, thiên nhiên ban tặng. Hồi trước xé mua ở nhà ở đây ở chứ cách đây năm 2018. Đúng là Tuấn là xé mua một miếng đất ngay gần đây nè, mặt tiền ngay đây nè. Giờ nói lại mới nhớ. Hồi đó lướt lướt lên chợ tốt tính mua rồi. Rồi cái đổi ý. Điều quá trời luôn. Điều quá trời luôn, tới mùa điều luôn rồi. Nè. Đó, trái rụng rồi. Đây. Sản đặc sản ở Đồng Nai đó. Đây là những cây điều trái điều nè. Quá trời luôn, điều vàng rồi, điều điều đỏ nữa ha. Trái điều. Đây là không biết bữa nay điều nhiều một ký nữa. Trong này cũng còn gọi là mệnh danh là thiên đường trái cây luôn anh. Định Quán cũng là một trong những cái nông nghiệp là trái cây. Rồi. Chuối, xoài, mít. Cái này nó không gọi là trái cây. Nó hạt điều người ta xuất khẩu. Quá trời luôn, bên kia có cây điều đỏ nữa. Bên này điều vàng. Ồ đây nè. Đá. Ổi nữa nè. Quá đã luôn. Điều nó lại hai giống ha, một loại màu vàng, một loại màu đỏ. Đúng rồi, chính xác. Nó có khác nhau gì không anh? Khác cái màu thôi. Nó khác nhau về nếu mà mình ăn sống một trái điều vàng này á. Dạ. Thì nó ngọt hơn, nó đỡ gắt cỏ, đỡ chát hơn cái điều điều đỏ bên kia. Dạ. Ừ. Em thử ăn đi. Cứ thử ăn. Nhìn những trái điều là nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa có mùa đi học á. Đó, đi mót điều kiếm tiền mua cà rem ăn. Bây giờ thì sướng quá trời. Cảnh rất là đẹp ha. Rồi giờ anh em sẽ đi thẳng tiến về bên trong coi. Khu vực này rừng không à. Hồi đó em cũng xém mua miếng đất đây chứ. Vậy năm 2018 á. Để chợ tốt coi. Sao lúc đó mà biết anh em biết sớm. Ủa em biết anh từ lâu lắm rồi. Lâu rồi thì thôi. Hồi đó đâu biết mà hồi đó đất mắc giờ đất rớt rồi. Thì đúng rồi. Bây giờ em lên đây á. Mà mua đất ở đây giờ đang giá rẻ nè. Dạ, như khu này bây giờ còn mét khoảng nhiêu anh? Này thì rẻ thôi, giờ tiền vậy thì đây là tính chắc anh nghĩ nó không có nhiều. Cô không nắm được cái giá đất nhưng mà cái giá hiện tại giờ thì nó không có bằng 2 năm 3 năm gì trước. Năm 2018 2019 là nó đang sốt. Đang sốt. Giờ dở tụt rồi hả? Dở tụt rồi. Tụt thê thảm không? Thê thảm. Giống như anh em mình thê thảm vậy đó. Thê thảm là cái lý do chắc là cũng vì kinh tế đó, điều rớt nữa. Đứng khi nào rớt vô đầu luôn. Rồi. Quá trời luôn.
Rồi giờ anh em đi thẳng tiến về chứ còn nhìn cái cây điều đã không? Bát ngát luôn. Ai mà dân Đồng Nai là sẽ biết cây điều. Là năm nay được 25 hả cô? 25 là rớt giá hả? Ờ điều. Nhiều lắm mới được một ký điều đó. À, gồm biết bao nhiêu hộp mới được. Vô đây vòng vòng con ngoài đúng quán mà. Dạ. Ô cô có cây xoài ngon quá, tại sao gì đó cô? Xoài thảy đã ngon không? Chín thì ngọt rồi, con sống thì chua. Dạ. Rảy cô nhiều không? Ồ, mẫu mấy là ngon rồi. Mẫu mấy là đại gia rồi. Đại gia rồi đó. Đây là cô chia sẻ là điều là bữa nay là 25 ngàn một ký hả cô bác? 25 là cô ở trong cái đường Võ Tắc Mai là cái nhà là điều năm nay giờ có 25 ngàn ký thôi. Ở đây là cái bảng cổng chào ấp 9 xã Gia Canh. Đó, là mình đi thẳng vô tới cái ngã ba này là mình phải tay trái đây. Đó bà con. Trái vô sao giống nghe giống có tiếng tụng kinh ở bên kia ta. Giống như ở đây có cái chùa phải không anh? Nghe tiếng tụng kinh nãy giờ. Nghe nãy giờ vang vãng bên tai có tiếng có mỏ tụng kinh. À, bây giờ anh em sẽ đi thẳng vô đường này. Rồi. Đó, sẵn mình đi trên đường thì chia sẻ cái đường đi cho bà con luôn. Nhiều người ta không biết đường đi. Bắt đầu vô đường hai bên rừng không à? Giá tỷ, đây là rừng giá tỷ nè. Ừ, dưới này chuối khô quá trời luôn. Ve kêu nè, chuẩn bị mùa hè rồi bà con. Ồ. Rừng này cũng đâu có thua gì rừng Mã Đà đâu. Không thua kém luôn á. Quá trời cây luôn. Ồ, đã. Quá trời luôn à, cô chú anh chị và các bạn. Cây tre nữa nè. Phải nói là đúng là lần đầu tiên Tuấn đi vô đường rừng Thác Mai này. Khung cảnh rất là yên bình ha. Chim hót líu lo hết. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, vô sâu nữa. Ồ, bên này có nguyên một rừng tre luôn nè. Tre này người ta trồng á. Khung cảnh quá đẹp luôn, quá tuyệt hảo luôn. Lâu lâu thì thấy lác đác một vài căn nhà thôi. Tôi thấy có một cục đá nằm ngay đường luôn. Và ngay đây có một cây đa. Một cây đa cổ thụ. Wow, khủng khiếp à. Wow, cây đa cao quá. Đúng là cây đa cổ luôn. Ở đây chỗ này chắc nhiều người tới đây check in rồi. Đây. Ngay đây có cục đá là ngay đây người ta hay ngồi đây ăn uống này. Nướng đồ đó, phòng rồi, nướng đó. Đồ này ăn uống đây nè. Đó. Chim đồ hót, thiếu lo hết. Ở con chim gì nghe lạ, sóc trong đây chắc còn nhiều lắm á. À, anh Khoa cho em hỏi cái đất ở đây là đất thuộc của dân hay là của... Đất đây là thuộc của Lâm Trường. Lâm Trường. Dân ở đây là chỉ có hợp đồng sổ xanh giống như là thuê dài hạn thôi. Chứ không có sổ đỏ đâu. Hàng gì nãy giờ vô lâu lâu mới thấy có một căn nhà. Lát rác ngoài nhà ta chỉ làm tạm bợ thôi. Đúng rồi. Tại đây là rừng mà. Rừng là do cái công ty lâm nghiệp La Ngà quản lý. Thuộc bộ công nghiệp. Bây giờ là qua cái cầu suối đá. Phải nói là khung cảnh quá là tuyệt hảo luôn. Cây giá tỷ quá trời luôn. À, Tuấn có biết là giá tỷ là gì không? Là cái đốt súng rồi. Rồi nó có giá trị cái thương hiệu đó là làm mà tủ bàn ghế rất đẹp. À đúng rồi, là bàn ghế rất đẹp nha. Bàn ghế rất đẹp salon á. Nghe nói là giá tỷ này xưa bà Trần Lệ xong chồng luôn. Cái đó thì chút xíu sẽ đưa mọi người đến cái vườn giá tỷ của bà Trần Lệ Xuân. Cách đây cỡ khoảng từ đầu đường Thác Mai á, mình lên cỡ khoảng đó là cây số 120. Rồi rồi. Đó là nó là cái đường của bà Trần Lệ Xuân với chồng. Chút xíu nữa tiếng thời á. Bữa này cây cả nhà cái tập kế tiếp đi. Rồi đúng rồi.
rồi, hẹn cả nhà vào tập kế tiếp đây. Ồ, cây dừa tre này, hai bên. Cái này nó lâu. Ừ, quá trời rồi luôn cả nhà. Hai bên. Toàn là cây giá trị không? Quá đẹp. Không biết đang đi có gặp con thú gì không? Bây giờ anh em đang đi vô tới đây là trạm kiểm soát đó, cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thấy có một cây me. Trong này nó có những cái nhìn rất là cổ xưa ha. Những cái cây me cổ thụ nè, rồi những cái vườn trái cây vào những căn nhà nè, căn nhà gỗ ngày xưa nè. Đó. Còn sót lại nè, căn nhà này là mấy chục năm rồi đó. Thời đó mình chưa sinh ra nữa là có những căn nhà gỗ này rồi. Ở đây có những căn nhà này cũng rất lâu đời rồi. Qua đây mình nhìn thấy những cái ngôi nhà cổ. Qua đây thì lâu lâu mới thấy một căn nhà thôi và rất là vắng vẻ, không thấy tiệm tạp hóa luôn. Dạng giống như mình vô đây là giống như đi vô rừng vậy đó. Bà con tới đây là mua vé ha. À, đây là vô Thác Mai luôn rồi hả? Để đây em gửi tiền. Chạy đến, chạy đến. Nè nè, anh giữ giá. Anh cho em hỏi cái là trong này đó là ngày đông nhất là ngày thứ mấy ta? Ta đi du lịch nhiều lắm. Thứ bảy nhiều. Đây anh. Thứ bảy chủ nhật. Đây là điểm sắp vô tới rừng rồi ha. Đây cập nhật cái giá vé cho cả nhà thấy nha. Vé là trẻ em là 20.000, người lớn là 50.000. Đây là điểm cuối luôn rồi anh Khoa. Ở đây là cái trạm kiểm soát để mua vé, còn đi vô đó cũng hơn chục cây nữa. Hơn chục cây nữa mới tới Thác Mai hả? Đúng rồi. Vô đó có mua vé gì nữa không? Không không, mình chỉ mua vé chỗ này thôi. Mua vé đây thôi, mình vô đó thì điểm cái đầu tiên kế tiếp của mình đến sẽ là cái bào nước sôi trước. Dạ. Mình mới vào tới cái Thác Mai. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đi. Mời cả, mọi người cùng thẳng tiến luôn. Bào nước sôi ha. Bắt đầu là đường vô đây mọi người. Đó, đây là đường vào khu du lịch Thác Mai, là còn 8 cây nữa để trái nè. Đó. Mình tới là bầu nước sôi đầu tiên đó. Đó có những tấm bảng này. Giờ mình sẽ rẽ trái vô đây, bắt đầu vô là đường rừng không à. Hai bên rồi. Cây cối tùm rất là mát luôn. Đó. Giờ thẳng tiến về phía trước luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Oh, đẹp luôn, mát mẻ nữa. Không khí trong lành. Hiếm có đó. Ở đây mà thứ bảy chủ nhật rồi dân ở các nơi đi về đây du lịch rất là nhiều luôn, rất là đông. Người ta muốn khám phá thiên nhiên đó. Giờ đi thẳng tiến vô. Đây là đang con đường đang tiến tới là sắp tới bầu nước sôi nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì Tuấn thấy có những cái ủ mối nổi lên nè. Wow. Ủ mối lên nổi lên quá trời luôn. Không biết là trong đây còn thú rừng không nữa. Cây cối tùm hai bên. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng tiến lên phía trước rồi. Nhìn khung cảnh cũng không thua gì Mã Đà hết á. Không thua kém gì hết. Phía trước có rào trắng. Rồi đây là điểm hồ nước sôi. Đó, điểm đầu tiên. Bây giờ sẽ rẽ trái ra hồ nước sôi nè. Đây, hồ nước sôi Thác Mai. Rẽ trái đúng không anh? Sẽ rẽ trái vô. Đây là những cái cây rất là lâu đời. Lòng mang nè. Những cái cây này là có tên tuổi luôn. Sao đen nè. Còn là những cây quý không á.
rồi cây cám nè. Ở đây có một căn nhà của đây là cái bào nước sôi. Kiểm lâm quản lý bảo vệ bào nước sôi. Căn nhà cũng nhà gỗ thôi, cổ rồi. Ồ, thấy xe du lịch vô cũng nhiều ha. Khách du lịch vô cũng đông đó. Miếu thờ, đền thờ Diêu Trì Kim Mẫu, mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Đây một gốc cây. Xin lạy Diêu Trì Kim Mẫu cái rồi anh em đi. Sôi ta, hồi xưa đây là núi lửa hay sao? Nó cũng có thể là cái do cái địa chấn tầng dưới á. Nó có một cái vấn đề đó mà mình cũng không tìm hiểu kỹ. Mà nước này nó nóng quanh năm hay sao? Nó nóng quanh năm. Hay gì? Đúng rồi, nướng quên nó gọi là được luộc trứng hoặc gà cũng chín được á. Nếu mà đầu mùa vô mùa đông, mùa Noel nó có nóng. Nó vẫn như vậy, vẫn nóng, cái nhiệt độ như vậy duy trì hoài. Hay ha, vậy là tính ra ở vùng Đồng Nai này nhiều cái hay ha. Đi, giờ mình vô thử coi, hồ nước sôi coi như thế nào. Tắm ở đó là để trị bệnh, theo chia sẻ của mấy cô đó chị được nhiều bệnh lắm, xương khớp nè, tại vì trong cái nước nóng nó có nhiều khoáng chất á. Hay ha. Rồi bên kia là nơi cái đầu nguồn để dẫn mọi người đi qua bên kia là cái đầu nguồn, là cái nơi để xuất phát cái nước nóng. Bây giờ mình đi thẳng ra bên này này thử coi. Mai nè, mai vẫn còn nụ nè. Đó, xa xa cả nhà có thấy đằng trước không? Đó, đằng trước cái ụ, đằng trước đó, đó là một cái nước sôi á cả nhà. À, nước sôi là ngay cái cục ụ này nè. Đúng rồi, để cái chỗ nước sôi đó người ta mới bơm vào, người ta mới cho đường. Là ở dưới đó là có một cái chấn động gì dưới đó là nước sôi quanh năm dưới cái mạch đó. Đó là cái mạch đúng không anh? Cái mạch quanh năm luôn, không bao giờ cạn được. Đó, cũng như là cái này là cái mạch đó. Cái mạch nước sôi là nằm ngay một cái góc đó thôi. Đó, rồi lên đây nè. Đây, nó có một cái đường ống này, đường ống để ta bơm nước lên. Cả nhà có thấy không? Đó, ở đó là có một cái đường ống đưa đi lên kìa ha. Đúng rồi, chính xác. Có cái máy bơm đang bơm nước lên nữa, hút lên. Ở bên này là cái dịch vụ du lịch sẽ cho thuê cái nhưng mở van thôi, nước lên xô rất như cao mở van. Đây có em có mấy người bạn ở Sài Gòn lên em chú là đi du lịch hả chú? Đây là anh trạm trưởng. Trạm trưởng ở đây. Trạm trưởng. Trạm trưởng bây giờ đâu còn ra gặp gỡ đâu, nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu rồi nhưng mà anh làm trong này nè, anh làm khu vực đây nè. Thấy khách du lịch đông quá, các nơi đổ về. Ngay cái mấy cái chỗ mà xây xây đây là nước sôi đúng không? Đây cũng có một cái bào nước sôi nha cả nhà. Nó cứ ngoài nó sôi liên tục lên. Quanh năm vậy đó. Nó cứ sôi nó dâng lên nè. Dâng lên cao là mình mở van là tự giải. Nó sôi khoảng nhiêu độ chú? Là như vừa rồi nó là họ đo tại trong cái miệng mà chỗ hồ bơi á là 52 độ. 52 độ. 52 là rồi rồi vô bỏng luôn á. Ngoài nóng hơn không? Cái nước này nóng mà nóng bỏng đâu. Cái dù nước nóng như vậy á, nhưng mà cho rau xà lách cũng bỏ cái thùng ngâm trực tiếp luôn. Là không héo mà nó là tươi. Em nghe đấy, ai nghe có thời gian người ta luộc trứng được mà đúng không? Không, luộc trứng thì được ăn, luộc trứng ngày xưa là đưa trong cái chỗ nó xôi ấy. Bây giờ đâu cho lên này đó. Dạ. Nhưng mà nhiều người nói mà nóng cái này mà rau xà lách không héo thì vào quán lấy ra ngâm thử luôn rồi con kia ông không hay thật. Lấy ông trong ai độ mà không héo, xà lách không héo. Ông lấy ông lấy điện thoại ông quay xong ông giới thiệu. Nhưng mà ở trong đó chắc nó có cái chất gì nó làm cho không héo đúng không? Khoáng, chất khoáng có hàm khoáng nhiều. Dạ. Khoáng nó không. Cho nên là nước nó nóng mà nó không bỏng. Dạ. Cho nên là tôi bơm lên là thực tế tôi đặt máy đó tôi bơm lên trên nhà tôi tưới rau hay là ấy rau cũng bốc khói rồi chứ nó cũng chết rồi. Dạ. Hay là hay. Cái thông tin này rất hay. Theo như hay đó. Anh, thông tin này khá là thú vị nha. Lần đầu tiên tôi cũng biết cái nước sôi mà như thế này. Quanh năm luôn mà chảy quanh năm. Hay đó. Rất là đặc biệt ha. Đây. Đó, người ta xây thành một cái ô vuông vậy đó là để
nhằm để bảo vệ an toàn đó, khi tới đây. Rồi bây giờ còn trong này còn thác Mai nữa, anh em sẽ đi thẳng vào thác Mai nữa. Thì có quán ăn này, là có những cái món đặc sản cá lăng. Cá lăng là ở đặc biệt cái vùng thác Mai này có này. Cá lăng, cá chạch, rồi gà thả trong rừng này luôn. Đó là khu vực này đây. Đó, bà con người ta vô ăn uống rồi đặt ở đây hết. Giá cả nói chung cũng hợp lý phải chăng. Đặc biệt là có những anh em cũng rất là hay vô đây câu cá. Câu cá trên cái vùng thác đó rất là nhiều cá luôn. Cá chạch, cá lăng đồ này kia. Nói chung ở đây đặc sản là cá lăng và cá chạch đó, cá chạch lấu. Nhưng mà ở đây cái ngon cái nè, cái ở đây á, là người ta sẽ nuôi gà ở đây. Dạ. Đó, nên là cái gà ở đây rất ngon và cá rất ngon. Ở đây tối á là có dịp hẹn mọi người sẽ có một dịp anh em sẽ camping buổi tối ở đây và trong thác Mai để giới thiệu mọi người ở tập sau. Tối camping có thể dựng lều ở ngoài đó, hoặc là bên kia nó sẽ có một cái qua bên kia hồ. Dạ. Sau kia hồ thì sẽ có những cái nhà nghỉ. À. Mình nghỉ lại, mình không cần phải có lều. Ê, mình hả? Qua đó mình thuê mình ở lại, tối đó mình đi qua cái cầu. Đi qua cái cầu đó mình ngắm ở chỗ này rồi mình nướng đồ, nướng có thể là mình mua đồ, có thể mình lấy đây cắm trại. Có lý ha. Rất là có lý. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiến vô cái nơi. Đúng rồi, bây giờ là đẹp nhất ở đây. Mời cả nhà cùng tiến vào cái điểm chính gọi là cái thác Mai. Để vô coi cái thác Mai như thế nào. Rồi, như nào giờ? Nào giờ nói đi vô đây mấy lần rồi mà vô không được, tại vì xa quá cũng làm biết. Nhưng mà có anh em đi có động lực. Đi đây thì phải có thời gian mình cắm trại lên nó mới vô. Đi đông á có động lực. Hồi nãy là mình vô con đường đó, thay vì mình quẹo ra mình không quẹo, mình sẽ đi một con đường lên đây, nó sẽ có con đường đi ra. Mình không phải đi lại con đường cũ nữa. Ok anh. Tham quan bầu nước sôi xong rồi thì bây giờ anh em sẽ đâm thẳng vô trong đây là thác Mai nha, điểm chính nha cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt ở trong đây là Tuấn nghe nói là có một bàn chân tiên. Nhưng mà chưa thấy một ai quay lên và khám phá ra được. Thì nếu mà hôm nay nếu có duyên thì sẽ tìm thấy bàn chân tiên ở trong đây. Sẽ đưa ghi hình lên cho bà con cùng xem. Bà con cô bác trên từ gần đến xa, từ xa đến gần cùng xem. Đi vô đây qua những con đường là thấy toàn là những cây cổ thụ nè bà con. Đó, rất đẹp ha. Cây gỗ mật nè. Toàn những cây quý không à. Máu chó lá nhỏ nè. Toàn những cái cây mà phải nói là quá là quý hiếm luôn. Bảo tồn, những cây còn được bảo tồn nè. Khu vực này hôm bữa thì Tuấn có gặp sư Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ ở trên Định Quán có làm hai tập phim á, thì là sư có đi ngang qua đây. Nhưng mà sư không biết cái đường đi vô trong đây. Nếu mà sư biết là sư chắc cũng vô đây rồi. Tối ở đây cũng rất yên tĩnh. Đấy, khu vực này rất yên tĩnh, không ai quấy phá hết. Rồi bây giờ mình sẽ thẳng tiến về phía trước, coi trong đây còn có những gì hay nữa. Rừng kìa bà con. Đây đó, đó. Đây đây, tôi chạy lên này. Con gà đang đi bộ kìa. Đó 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 đó. Đó đó đó, đang chạy kìa. Gà mái. Gà mái rừng. Đây đây đang chạy kìa. Đó 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 đó. Đó đó đó, nó chạy lon ton kìa, bà con thấy không? Gà rừng kìa. Đây này nó đang chạy nè. Đó 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 đó. Đây nó bay vô này, nè nè. Nè. Nó lủi luôn rồi, thấy mình lủi luôn rồi. Nó chạy vô trong luôn kìa. Đó, gà rừng. Hello. Đó, gà rừng. Em mới thấy một các thiếu nữ mới vừa đi du lịch ra. Đây là cây dầu sông vàng. Hai bên đường này là của người của lâm trường, người ta sẽ dọn, người ta sẽ đốt đi để chống cháy rừng, để cho những khách du lịch đó, người ta lỡ quên nút thuốc quăng cái là cháy cả rừng luôn. À. Đó, cái này là không phải lại đó, có rất là cái biện pháp bảo vệ chống cháy rừng. Đấy chứ, người ta đốt. Đó, cái này là để bảo vệ rừng á, cô chú anh chị. Ta đốt dọn hai bên để tránh cái việc là nhiều người hút thuốc á, cái dục ra sợ cháy. Rồi giờ mình sẽ thẳng tiến vào phía trong nữa coi có gì nữa không.
ra rừng nữa, dạng quá ha, thấy mình đâu có bay gì đâu. Gà rừng bây giờ hiếm lắm á. À, giờ kiếm được gà rừng hơi bị hiếm. Có nhưng mà vô vùng sâu hết rồi, trốn hết rồi. Nó cũng hết, tại vì mấy tặng ra chứ nó có dám ra ngoài khu dân cư ra cái là thôi xong luôn á. Xong làm nồi lẩu liền á. Trên đường vô thì Tuấn thấy có một cái suối chạy ngang này mà bữa nay nước khô rồi. Ở đây có cái bó này là để làm cái gì ta? Thấy lạ quá. Cái bó này thấy lạ quá bà con. Ủa anh Khoa, cái bó này là người ta để làm gì đó? Thấy lạ quá. Nó có cái bó gì mọi người biết thì cho xin ký kiến. Tuấn cũng không biết cái bó này là bó gì luôn. Đây. Thấy đi qua đây thấy đây, ngay đây. Con suối này nó chảy từng tầng nè, để xuống cho cả nhà thấy. Giống như bó đuốc vậy á. Nước bữa nay cũng khá là khô cạn rồi. Phải nói là khung cảnh này quá tuyệt vời luôn. Đó, đây khách vô đây, quá trời luôn. Đó. Đây thì Tuấn thấy có những cái bình ga này. Rồi những chai xì tin. Đó, người ta ở đây người ta nấu ăn á. Đó, xong người ta bỏ đây luôn. Còn đây là cái con thác chảy ngang, khi mùa nước lên chảy ngang qua rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ đang đi, nãy giờ cũng hơn 10 cây số rồi. Thì tới đây là tới cổng chào của thác Mai rồi đấy cô chú anh chị và các bạn. Đó, đây trước cái cổng thì có một cái cục, một tảng đá người ta để là thác Mai kính chào quý khách. Ở trên tảng đá đặc biệt là thấy có một cái cục đá ong này, đây. Đá để ở đây giống như là cái một ký hiệu gì ở đây đó. Đó, ở đây thấy cây dầu nhiều quá, cây dầu, cái trái dầu nhiều quá. À, trái dầu rất là nhiều nha bà con, cái trái dầu mà trái cù quay á, hồi xưa rồi ở trên cao rớt xuống là quay như trong trống vậy đó. Rồi, mình đi thẳng tiến vô phía trong này coi có gì không, trong này có những gì. Đây, khách thì bữa nay cũng khá vắng bởi vì bữa nay ngày thường. Vô để xe máy bên này. Hồi nãy qua thì thấy các chiến sĩ kiểm lâm ngồi nhậu nha bà, cả nhà. Còn ở đây thì Tuấn thấy có một cái cây rất là đẹp luôn, có dây leo chằng chịt hết. Ở đây người ta có làm rộng cá nữa nè, đó có nguyên cái đường lưới để rộng cá nè, rồi có cái bàn để ngồi đây ăn uống luôn. Cái này là cái 12 cứ ngục nè. Đây, bây giờ đây là cái đường đi ra thác đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết thác Mai là như thế nào. Tại vì nào giờ cũng dự định là tính đi rồi. Hồi trước ở Tân Phú mấy năm trời đó, nhưng mà tính đi nhưng không đi. Bây giờ mới đi. Thì hôm nay có dịp rảnh rồi mới đi đó. Đó mọi người. Đó, đây, đá không. Câu cá lăng để khám phá nè. Wow. Chỗ này như có nhiều người ta vô đây câu cá luôn á. Mùa này nước cạn rồi. Ủa, những cái tảng đá đẹp không? Quá trời luôn. Rồi bây giờ mình đi thẳng vô sâu trong. Ủa, những cái tảng đá và những cái suối thác chảy đẹp quá. Đây. Nước hôm nay là nước nó mùa khô quá. Có một cái chiếc xuồng ngay giữa những cái cành cây luôn. Quá wow, cảnh đúng là thiên nhiên tuyệt vời luôn. Có những tảng đá. Phải nói là cái cảnh quan ở đây phải nói là quá là tuyệt hảo luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tuấn lên đây một xíu nữa, có gì nữa không?
đây những tảng đá này. Nhìn rất là đẹp ha, độc lạ ha. Mùa này nước thì cạn rồi mình mới ra đây được, chứ bình thường mà mùa nước ấy là nước trôi tràn 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 lên mà đi trên nước luôn á, quá đẹp luôn, tuyệt vời. Bên kia thì đường này á thì mình có một cái đường nó sẽ đâm thẳng ra khu vực Bình Thuận, Phan Thiết, giáp nhau giữa Đồng Nai và Bình Thuận, thì có một con đường đi cũng sát với, nói chung là giáp ranh với giữa Đồng Nai và Bình Thuận á. Đây, qua bên này thì đây, khu vực này thì thấy bên kia có một căn chòi. Đó. Rồi đây. Thì nói chung là vô đây đặc biệt là bà con chủ yếu là vô để khám phá cái cảnh rừng thiên nhiên thôi. Trong này thì không có gì xa hoa hết á. Nói chung là rất là tự nhiên và thiên nhiên. Cây cối rồi nước đá biết rồi, những thứ tất cả đều là thiên nhiên tự nhiên hết. Thiên nhiên ban tặng. Đây có cái cây gì đấy nhìn lạ không? Cây này giống cây lộc vừng. À, cây này đẹp nè. À, mọi người có thể thấy ngay đây là ở dưới là những cái tảng đá này. Rồi, có cây cối xung quanh hết bao phủ hết nè. Cây mọc ở dưới nè. Đó. Ồ, mọc ở dưới đá và lên thành một cái cây nguyên khoanh tròn vậy luôn, chảy quanh cái dòng suối. Rất là đặc biệt ha. Hiếm thấy luôn á. Nhìn rất là đặc biệt luôn. Rồi. Thì mình đứng ở đây á là đất thuộc là đất của Định Quán Đồng Nai. Còn bên phía bên kia là của Bình Thuận nha cả nhà. Đó. Và cái đây là cũng là cái thượng nguồn đổ về sông La Ngà luôn, nước thượng nguồn. Mà sao nước thượng nguồn sao ít vậy anh? Này là mùa khô mà. Mùa mưa là nước mực nước sẽ ngập tới đó đó. Em thấy những cái dấu không? Yeah. Cái dấu nước không? Đó, em thấy những cái dấu nước mà đó không? Yeah, yeah. Nó sẽ lớn cao lên vậy đó. Chứ không phải vậy đâu, hôm nay là mùa nắng. Đúng rồi. Giáp ranh giữa cây đó đố Tuấn là đố Tuấn với cả nhà là cái cây đó là nó chắc hàng trăm năm tuổi nó mới to vậy. Cây đó thấy đẹp thiệt á mà không biết tên cái cây là cây gì thôi. Mà cây xanh cây si cũng chả biết cái rồi. Mà sao mọc ở dưới nước được hay ha. Hay thiệt. Công nhận hay. Nguyên cái tảng đá to. Rất là hay luôn. Sống được ở trong nước luôn, cây này quá đặc biệt. Và bây giờ anh em mình sẽ đi ra khu vực còn chỗ nào nữa không anh? Rất là nhiều. Rất là nhiều nhưng mà đó, theo chia sẻ thì thấy cũng rất là đơn giản thôi chứ không có gì cầu kỳ. Rồi anh em lát nữa sẽ đi ăn cơm ra ngoài, ngồi ngoài rừng ăn cho nó. Nếu mà đã cả nhà vào thác mai không thấy cây mai đúng không? Đây là cây mai đấy, đây là cây mai trong thác mai đó. À bây giờ mới biết, nãy giờ hồi nãy giờ cứ tưởng cây lộc vừng đúng không? À thì ra là lý do là sao mà đặt ở đây là thác mai là vì cái là có cây mai này đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ mới biết luôn á. Nãy giờ rất là nhiều mai mà lên kia là khu vực rất nhiều mai. Ở đây là em quay ra cái gốc mai nè. Rồi. Gốc khác. Đây cây mai. Hồi nãy giờ. Hồi nãy giờ Tuấn cứ nhìn lộn, Tuấn tưởng cây lộc vừng. Chết rồi. Cây mai to quá trời. Ôi ơi cây mai. Khủng không? Đó, đây là cây mai ở thác mai gọi là được. Thác mai. Rừng đâu có được chặt gì hết. Cắt nhánh nhỏ nhỏ không? Không được, không cho ra, không cho ra luôn. Kiểm lâm người ta sẽ làm việc liền. Còn đây là cái bằng lăng trắng. Còn đây cái gì đây còn có trái nữa. Cây này là cây lộc vân. Đây mới là cây lộc vân. Đây cây lộc vân. Rồi, thấy bông không? Đúng. Biết là đi bôn ba đi tới lui miết mà cái cây giờ không nhận ra được cây gì luôn rồi, chết rồi. Chết rồi kìa mọi người. Tuấn bị lú lẫn rồi. Lộc vân mai. Đây là cây bằng lăng. Đẹp ha. Quá tuyệt vời luôn. Rồi mình đi qua đây là có một cái tảng đá để là nhất đảo mai đây bà con. Bây giờ mình sẽ đi thẳng qua.
cái cầu sắt rất là đơn giản. Đây, cầu sắt lót gỗ này, làm bằng gỗ rất đơn giản, ở trên là sắt, dưới là có cái làn nước xanh. Vô đây thì là mất sóng luôn đó, không có liên lạc được đâu. Bây giờ mà có đi vô đây là trốn nợ, không ai tìm thấy được hết. Có điện được đâu mà tìm. Mà vô đây tìm cũng không biết đường nào tìm hết. Không có sóng điện thoại nha cả nhà. Có lúc không. Mà thích hợp cho những anh em nào mà xa bờ quá rồi á. À, thích hợp mấy anh em đi tìm mũi né không mũi không? Né đó. À, đúng rồi. Ờ, đây có cái trái gì nè. Ờ, có cái cây gì đây, thấy trái quá trời vàng vàng nè. Ờ, cây này thấy lạ ha. Này trái gì quá trời nè bà con. Đây. Đây là cái cây gì đây, nhìn rất là lạ luôn, trái vàng quá trời luôn. Không biết là cây gì, bà con, cô bác có thể biết cây gì cho Tuấn một lời bình ha. Tôi không biết cây này cây gì, trái gì nữa, quá trời luôn. Nghe đâu là ở đây là trước là ca sĩ Lý Hải vô đây đóng bộ phim Lật Mặt á. Biết phải không nữa. Nghe anh Khoa chia sẻ vậy mà em cũng không biết. Cái căn nhà của Lý Hải đóng bộ phim Lật Mặt nó nằm sẽ bên kia chút xíu, sẽ mời cả nhà qua bên kia mình sẽ xem cái nhà đó nha. Nó cũng ở đây theo người ta đồn là cái nhà tâm linh dữ lắm. Dạ. Cũng có những hiện tượng tâm linh. Hay ha. Đây nè, mai nè cái nhà. Ở đây những cái chòi nha, dành để nghỉ trưa ăn uống nè. Rồi, nghỉ trưa. Rất sạch sẽ luôn. Ồ, đây có một cái cây đa rất là đẹp ha, có hòn đá trẻ hai bên luôn. Ồ. Đây có một cây gì chả biết. Những cái gân cái rễ nè. Quá đẹp luôn. Ồ. Đây là cây mai quên nó phải cây mai. Cây gì không biết tên mà ôm cái tảng đá. Cái cây này cái trái nó vàng vàng đây ở trên. Lý tưởng à, chỗ này lý tưởng nè. Chỗ này ăn cơm lý tưởng nè. Đây là đẹp á. Nhìn xuống mát nữa. Cảnh đẹp. Cái viên đá nó nổi cái đó mình nhìn cái như là tưởng tượng giống như là con dâu nó đang ngâm mình dưới nước nè. Nhìn như những chú voi đang ngâm mình ở dưới nước. Là Tuấn mới thấy là đúng là đây là giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai đây. Đây là cái cầu mà bây giờ khóa rồi, không cho qua nữa. Cái cầu này là để đi qua bên tỉnh Bình Thuận nè. Và cái cầu rất là đặc biệt ha. Có những cái hàng là B40 nè, cầu sắt. Rất đơn giản, chỉ bước qua cái cầu này là tới đất Bình Thuận rồi. Đó, đây. Giờ Tuấn đi lên đây quay cho bà con cùng xem. Đây. Những cái này lâu năm tháng, lâu quá rồi, bể hết rồi. Bây giờ người ta khóa cửa rồi, không cho qua nữa. Hồi xưa là đi bước qua cầu này là tới đất Bình Thuận. Rào là hết luôn này. Nhìn những cái đường thép gai này, cây sắt qua này. Rất là đặc biệt này. Cầu này rất nhìn rất là cổ luôn, cổ và lạ luôn. Cây này là cây gì đó không biết, thấy lạ, cây xanh. Cây này cây xanh. Cây rẻ rồi cũng chăng chịt hết. Đẹp quá. Chỗ này đẹp nè. Chỗ này ngồi ăn cơm lý tưởng nè. Ồ. Quá đẹp luôn. Nhà thấy không? Chỗ này đang uống mà cắm trại hết trời. Tuyệt vời cây luôn. Cây này là cái nhà thấy không? Cắt. Cây này cây gì anh? Tuổi không biết cây gì luôn. Thấy lạ. Thấy lá xanh thôi, mình cứ cho là cây xanh đi. Đúng rồi. Mọi người thấy không, gốc rễ nằm cái mùa nước á sẽ lên tới cái thằng này. Đây người ta thấy có đốt nè, đốt lửa nè, nướng đồ nè. Đây là cái người ta cắm trại ở lại nè, ta nướng đồ ăn. Cây cây này đi. Anh em cũng đói lắm rồi, đi nãy giờ cũng mấy chục cây số rồi. Bây giờ là mời cả nhà ăn cơm với anh em nha. Thì cái cơm này anh Khoa anh chia sẻ là anh mua tới anh chạy lên tới cả chục cây nữa mới mua mới có. Cơm này là cơm người Hoa nha bà con. Đây. Này là cái món đặc sản của anh Hoa anh mua. Cũng coi trong đây có gì trong đây.
không biết là món gì đây mà thấy anh mua xa lắm. Cái món đó gọi là khâu nhục. Khâu nhục, đúng rồi, khâu nhục. Đây là món khâu nhục. Cũng nhiều, món này nấu khó lắm đúng không anh? Đúng rồi, nó trải qua nhiều giai đoạn. Bởi vậy nó làm riết nó nhục, nó gọi là khâu nhục. Cái này nó giống là giống thịt khô tàu vậy. Nhìn rất là ngon rồi. Em sẽ cảm nhận được. À, hôm nay lên đây anh Khoa anh mời ăn món cơm khâu nhục nha. Đó. Món này thường thường đợt trước em hay chạy công mà em đi làm móng cái. Đúng rồi. Em thấy ngay chỗ móng cái, gần tới móng cái cũng có. Món người này tài, người đồng người Hoa là tài, ai cũng biết cái món này hết. Mà cái này như để lâu được đó. Món này nè. Đấy, người ta làm, ta để lâu được. Mời cả nhà nha. À, ăn cơm với mấy anh em. Anh ăn cơm gừng. Rồi, mời cả nhà ăn cơm với anh em ha. Rất là ngon luôn. Món ăn của anh Khoa. Đấy. Thịt khâu nhục. Rất tuyệt vời. Rồi, ăn xong rồi anh em tiếp tục ra đi khám phá tiếp. Lâu lâu mới có dịp cơ hội lúc rảnh rỗi mình đi. Chứ còn bình thường thì cũng không có thời gian để đi. Để nhiều khi đi làm đó, mình không có thời gian. Kiếm có khi có thời gian đó. Rồi mình tranh thủ tận dụng những lúc mình rảnh rỗi để mình đi khám phá. Thôi bây giờ mời cả nhà cùng dùng cơm khâu nhục với mình anh em mình nha. Rồi hôm nay lên cái định quán này thì mình để cho Tuấn với lại Tùng là thưởng thức cái món khâu nhục của người Hoa. Yeah. Tại định quán nấu. Thì sao có tên khâu nhục này thì mình không biết. Nhưng mà nó theo với người chia sẻ làm qua tới nhiều, rất là nhiều công đoạn mới được miếng khâu nhục này. Yeah. Đó. Mà cái này để tìm hiểu sao thì giờ đói quá ăn chứ. Nhưng mà okay, cái nhà dùng bưởi mà nha. Nhưng mà như nhâm thấy hình như là giống như là người ta quay hay là người ta thấy như cái da nó kìa, nó phồng phồng. Cái da này người ta sẽ quay lên làm nhiều công đoạn. Người ta hấp, rồi người ta chiên, rồi người ta... Thấy cái da nó phồng phồng lên đúng rồi. Hai em ăn thử đi. Cô chú anh chị và các bạn có xem kênh thì có thể ủng hộ cho anh Khoa một like đăng ký nha. Anh Khoa là Khoa Travel Vlog. Đó. Anh cũng mới lập kênh thôi, anh làm vì đam mê thôi. Đó. Đam mê khám phá khu vực định quán rồi các cái du lịch. Anh cũng coi là nghề tài xế luôn, là thầy dạy lái xe trong trường. Còn đây là anh Tùng Ca 68. 68 cả nhà. Đó, anh cũng khám phá những cái ngôi chợ. Thì nói chung là anh em mà bốn bể là nha, anh em giao lưu kết nối chia sẻ những điều thú vị. Đó, là chính thôi. Cũng nha. Mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ cho mấy anh em, nhất là Tính Container nha. Rồi. Rồi. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, rồi giờ anh em ăn cơm xong rồi tiếp tục đi khám phá tiếp. Anh em ăn cơm xong rồi bây giờ đi tới đây là khu này, là khu căn nhà hồi xưa Lý Hải đóng phim. Gọi là căn nhà hoang. Nhà hoang còn gọi là nhà ma nữa mà không biết sao, thấy vô trong đây thấy rất là lạ. Đây có những cây gỗ rất là từ lâu đời nè. Nhà này làm bằng gỗ mà sao lại xây tường xi măng ha, lạ ha. Tất cả là cột là gỗ hết, khung gỗ hết nhưng mà xây. Phòng này, những phòng. Lâu rồi không có ai ở hết. Đây là một cái tiền thân của nó là một cái cái nhà của ban quản lý rừng ở đây nè cả nhà. Nhưng bây giờ bỏ hoang rồi. Hồi xưa đây có gì đặc biệt không anh Khoa? Đây em, đây cũng không có gì đặc biệt nhưng mà theo chia sẻ của những cái tốt du lịch á, người ta nói là ban đêm người ta thấy những cái tâm linh á. À. Đó. Phải có cái gì mới thấy chứ. Thì nó có cái tâm linh. Và đặc biệt là cái ngôi nhà rất là lạ ha, làm tất cả khung là bằng gỗ mà tại sao đây là xây tường. À, rất là đặc biệt ha. Nhà làm cái kiểu này Tuấn cũng thấy khá là lạ ha. Tất cả các khung đều là gỗ hết mà xây tường ha. Lần đầu tiên Tuấn mới thấy luôn. Đây, toàn là gỗ không? Gỗ quý không á. Một cái cây gỗ như vậy rất là chất lượng luôn. Bức gỗ rất là đẹp luôn. Nhà này lâu đời lắm rồi. Có gác luôn, đi lên gác thử coi. Có gì trên này không? Phòng ở dưới không là đã 4 5 phòng rồi, trên này cũng phòng nữa. Wow, tất cả đều là gỗ không? Quá trời luôn. Này. Giờ không có ai ở nhà này, giờ bỏ hoang rồi.
chỗ này đóng phim là đúng lý tưởng luôn. Đặc biệt ở đây căn nhà này á là căn nhà cắt tất cả rất là nhiều đoàn phim người ta về đây, người ta lấy cái bối cảnh căn nhà để người ta. Nhà này chắc làm lâu đời lắm rồi đây. Những cái gỗ ngày xưa này làm những cánh cửa gỗ, nhớ lại nhìn những cái nhà gỗ là nhớ lại thời xưa. À, giờ đâu còn nữa không? Hồi xưa toàn ở nhà gỗ không? Gỗ vậy không? Đây là gọi là cửa lá sắt nè. Giờ mà có nhà gỗ về ở cũng quý nữa. Rồi cái lót cái sàn bằng gỗ. Đây là trên một trụ lên, hai trụ đỡ là phát giác bám nè. Đó. Rồi, Tuấn xin mến chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn vào những cuộc hành trình tiếp theo luôn ha. Thì bây giờ Tuấn cùng anh em sẽ đi khám phá cái bàn chân tiên ở trong khu vực Thác Mai nha bà con. Rồi xin chào cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cho cuộc sống luôn. Goodbye cả nhà luôn.